tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Quang Khánh là trưởng khoa về tướng vú trung tâm ung bướu bệnh viện Chợ Đẩy thì trước đây là thầy là bác sĩ nội chú bên của khoa ngoại lồng ngực bệnh viện Chợ Đẩy bà giảng viên của bộ môn ngoại lồng ngực ha rồi thầy làm phó khoa ngoại lồng ngực bây giờ chuyển qua làm trưởng khoa tuyến vú vẫn ở bên trung tâm ung bướu <laughs> thì như vậy là thầy đang giảng cho uh, cho sinh viên của khoa, khoa bộ môn ngoại lồng ngực của đại học y dược với lại bộ môn ngoại lâm ngực của đại học y phạm ngọc thạch và đại học y cần thơ và còn ở đại học tây nguyên thì là em nói về cái uh, chuyên đề về ung thư <laughs> thì uh, cũng là một quá trình là bác sĩ rồi ra, ra học về nội chú rồi ra cho nên là những cái kiến thức về lâm sàng về <laughs> ngoại lâm ngực về ung thư thì đa số thì thầy dạy cho sau đại học là chính chứ còn dạy cho sinh viên thì ít hơn nhưng mà về những kiến thức cơ bản thì nói cho sinh viên thì cũng cố gắng chuyển tải cho tụi em dễ hiểu hơn ha <laughs> rồi bây giờ mình vào bài ha đây thì bây giờ ung thư là cái gì nè mình nhìn cái dịch tải ung thư nó ra là sao thì theo Clovocan năm 2020 đó, thì các bạn thấy rằng ước tính đó, cái số mà ung thư mà mắc mới ở trên toàn thế giới ở cả hai giới nam và nữ ở tất cả các tuổi đó, thì các bạn thấy là cái gì à, là mỗi năm nó có khoảng 19 triệu người à, 19 triệu người bị ung thư mới mới bị ung thư mỗi năm này các bạn nhìn ra đây thì thấy rằng là cái ung thư nào chiếm nhiều nhất đó vẫn là cái ung thư vú chiếm nhiều nhất khoảng 2 triệu mấy 2 triệu 2 khoảng 11,7 phần trăm kế đến đó là ung thư phổi là 11,4 phần trăm ung thư đại trực tràng đến 10 phần trăm ung thư tiền liệt tuyến ung thư dạ dày ha ung thư gan ung thư uh, cổ tử cung ung thư thực quản ung thư tuyến giáp ung thư đường quang còn lại là các ung thư khác thì như vậy các bạn thấy rằng cái tiền, <laughs> cái số ca mắc mới mỗi năm á, À, nó rất là cao khoảng 20 triệu người trên trên toàn thế giới à, đó. và mình sẽ đặc biệt mình chú ý những cái ung thư mà thường gặp đó ở cả nam và nữ đó là ung thư à, vú phổi đại trực tràng dạ dày à, và tiền liệt tuyến với gan đó thì các bạn có hình dung đây thì cái này đó gọi là cái yếu tố mà dịch tễ này đó mình muốn khảo sát mình biết cái ung thư nào là nó hay gặp và gặp như thế nào thì đây là cái hình dung để mình biết được để mà mình nghiên cứu ha rồi nếu như ở thế giới như vậy thì ở Việt Nam như thế nào <laughs> ở Việt Nam nếu mà cả hai giới luôn ở tất cả các tuổi thì tổng cộng là khoảng 182.000 người mắc ung thư mới thì các à, bạn thấy rằng nếu mà tính cả hai giới luôn á thì cái biểu đồ ở Việt Nam nó khác với lại ở thế giới không khác thì cái đứng đầu của ở Việt Nam đó là cái ung thư gan nó chiếm tới 14,5 phần trăm rồi kế đến là ung thư phổi 14,4 phần trăm ung thư vú là chiếm 11,8%. phần trăm ha rồi ung thư dạ dày ung thư đại trực tràng ung thư bạch cầu ung thư tiền liệt tuyến cũng chưa thì các bạn thấy cũng là một cái ung thư cũng các loại ung thư đó nhưng mà ở thế giới thì phân bố khác ở Việt Nam mình phân đấu không báo khác, thì như vậy Việt Nam mình tập trung chủ yếu là ung thư gan, ung thư phổi, ung thư vú dạng dày, đại tràng. Đây nói là về hai giới, thì mỗi năm của mình là có khoảng 182.000 người là ung thư mới. nha Rồi nếu như mà mình tính ở uh, nam giới không thôi, ha nam giới không thôi, thì nam giới cả hai giới thì 19.000 người mắc, thì nam giới là chiếm khoảng 10.000, à, 10 triệu người. À, như vậy thì cái tỷ lệ mà ung thư ở nam giới nó có nhỉnh hơn nữ giới một chút xíu. Nha. À, đó, thì nó chiếm tới 10 triệu người. Đó. Thì trong cái 10 triệu người ở nam này nè thì cái ung thư phổi là nó đứng hàng đầu. À, trên thế giới đó ung thư là phổi đứng hàng đầu. Rồi kế đến là ung thư tiền liệt tuyến à, rồi tới ung thư đại trực tràng. Rồi tới ung thư dạ dày, ung thư gan là đứng sau. nha yeah, Tới bàn quang rồi tới thực quản thì như vậy các, các bạn thấy rằng cái biểu đồ của cái ung thư của mỗi loại nó khác nhau từ ung thư phổi Đã, nó chiếm hàng đầu ung thư tiền tuyến chào các bạn có nghe có, có cái vấn đề gì không nghe rõ không hải đường dạ yeah, giờ yeah, thưa thay nghe rõ thay à rồi thấy rõ đúng không thầy nói vậy là được yeah. đúng không không có nhanh lắm đúng yeah. không rồi yeah, tiếp nha. rồi thì các bạn thấy rằng đó là mình nếu mình tính ở nam giới không á, thì mình thấy rằng cái biểu đồ ung thư nó cũng khác mà cả nam và nữ thì biểu đồ ung thư nó khác đó. rồi như vậy ở Việt Nam nam giới bị làm sao nếu mà nam giới á, <laughs> thì ở Việt Nam cái ung thư gan vẫn là chiếm hàng đầu rồi kế đến là ung thư phổi đó, rồi tới ung thư dạ dày ung thư đại tràng ung thư tiền liệt tuyến thì ở nam của mình thì nó chiếm khoảng cỡ 98.000 người đó, gần gần trăm ngàn người một năm đó. thì các bạn thấy rằng cái người bị ung thư càng ngày càng nhiều đúng không đó mình nhìn lại coi thử ở Việt Nam với lại ở thế giới coi sao đó mình thấy không ở thế giới là ung thư phổi ung thư tiền liệt tuyến ung thư đại trực tràng rồi mới tới ung thư dạ dày rồi mới tới ung thư gan thì trong khi đó ở Việt Nam mình ở cái tỷ lệ bệnh là ung thư gan nó lại lên đầu rồi tới ung thư phổi tới dạ dày đại tràng như vậy các bạn thấy nó khác không khác, khác biệt ha như vậy mỗi nước nó có cái tỷ lệ bệnh của mỗi cái nó khác nhau để mà các cái quốc gia người ta có kế hoạch là trong phòng chống ung thư khác nhau ha rồi như vậy giờ mình nói ở nữ thì sao nữ ở trên thế giới thì các bạn thấy là cái gì đó, cả nam và nữ thì chính khoảng 19 triệu mấy thì trong đó là nam là 10 triệu rồi thì nữ còn 9 triệu nó ít hơn ở nam một chút xíu đó 9 triệu 2 ha nhưng mà ở nữ thì cái gì ung thư nào nó gặp nhiều nhất đó là ung thư vú các bạn thấy không nó khoảng 24,5 nó gần một phần tư này mà một phần tư cái ung, cái ung thư thế giới thì như vậy các bạn thấy vào bệnh viện ung bướu ha đó thì mình thấy là cái người bị ung thư đã đó, chiếm hết một phần tư của người trong bệnh viện đó là bệnh ung thư vú rồi đó nha rồi kế ung thư vú là gì ung thư đại trực tràng ung thư phổi ung thư cổ tử cung ha rồi tới cái ung thư tuyến giáp ung thư của thân tử cung ung thư dạ dày và còn lại là các ung thư khác ha đó. Còn nếu như mà mình tính ở Việt Nam, ở nữ giới thì sao? Ở nữ giới thì các bạn thấy rằng Việt Nam thì cũng là ung thư vú hàng đầu. Nhưng mà các bạn thấy rằng cái ung thư vú nó nhiều hơn không? Đó. Trên thế giới thì chiếm khoảng 24%. đầu tiên ở Việt Nam thì chiếm 25,8, gần 26%. Đó thì cái ung thư vú vẫn đứng hàng đầu trong các loại ung thư mắc ở nữ. À. Rồi kế đến là ung thư phổi, đại trực tràng, dạ dày và gan. Yeah. Dạ thì như vậy mỗi năm cái nữ thì có khoảng 83.000 người mắc ung thư đó. rồi bây giờ mình nói mình coi lại nè ha bây giờ cái tỷ lệ bệnh mắc ở cả hai giới nè đó là 19 triệu người mỗi năm ở trên thế giới thì cái tỷ lệ tử vong thì hết 9 triệu 9, 9 rồi đúng chưa đó như vậy là mỗi năm thì có khoảng 19 20 triệu người chờ tử vong à, mắc mới thì hết một nửa số đó khoảng 9 triệu 90 10 triệu người là, là chết vì các bệnh à bệnh vì, do bệnh ung thư đúng yeah. rồi nếu như mà ở nữ á ha thì mình thấy rằng ở à, ở đây là cả hai giới ha rồi bây giờ ở này ở nam nam nè thì nếu mà ở nam thì mỗi năm khoảng có 10 triệu người ca mắc mới thì khoảng một nửa số đó là khoảng 5 triệu 5 triệu rưỡi người thì chết do ung thư đúng yeah. chưa mà chết do ung thư ấy, thì cũng chủ yếu là chết do ung thư phổi ung thư gan à, đại trực tràng dạ dày tiền được thì nó cũng tương tự như là cái chết cái tỷ lệ mắc mới của cái ung thư ha à. rồi nếu mà ở nữ thì sao à, nữ thì các bạn thấy rằng là 9,2 triệu người bị mắc mới ha à, nhưng một nửa 4,4 triệu người là chết ha à, nhưng mà mình thấy rằng là cái tỷ lệ ung thư mắc mới ung thư vú là 24,5% nhưng mà cái tỷ lệ chết của họ nó chỉ có một 15% ,5 thôi. À, như vậy đó mình thấy à, là cái 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 tỷ lệ chết do cái ung thư vú nó thấp hơn so với cái cái cái, cái tỷ lệ mắc. À, trong khi cái vụ như là ung thư phổi đi, mỗi năm có 8,4% cái người bệnh ung à, thư phổi thôi. Nhưng mà cái tỷ lệ mà nó chết đó, nó tới 13,7%. Như vậy ở đây mình thấy cái mức độ ác tính của cái ung thư phổi nó cao hơn cái của cái ung thư vú hơn cái, cái người mắc ung thư thì thì chiếm khoảng 8,4% phần trăm thôi nhưng mà cái người chết do ung thư phổi thì nó tới 13 hết 7 ha trong khi đó mình thấy rằng ung thư vú thì tỷ lệ mắc là 24 à, phát năm nhưng mà cái tỷ lệ chết đã có 15 đến năm thì như vậy mình thấy rằng những cái ung thư vú nó tiên lượng nó thì tốt hơn những cái ung thư phổi ha được chưa là các bạn hình dung được không đó thì đây là một cái mình nhìn một cái dịch tễ của cái ung thư đó mình thấy như vậy ở Việt Nam mình mỗi năm á, thì nó có tới gần trăm ngàn ca ha rồi bắt mới ung thư một nửa số đó là chết rồi đó rồi